Rồi lên một gốc mai vàng. Gốc mai này tuổi thọ lâu năm nha, hàng trăm năm rồi. Tán đều, bự rộng. Hôm nay bông rất nhiều nha. Nào, cho xem nụ nè. Đó. Thấy nhóc luôn. Ba thân tam tài, một thân chính ở giữa, có mấy cục này là cái nhánh hồi xưa người ta chặt, nó nụ lên luôn, này dấu tích chặt lâu lắm rồi. Cây này 80 mấy quạnh nữa nha. Cây này đã có bứng từ chỗ khác về nên đảm bảo ok, bứng không sợ chết. Ba thân nó đều dính liền nhau nha, không rời ạ. Cành lá đầy đủ.